Xin chào mọi người nhé. Ở cái video trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về nói qua cho các bạn về các loại di băng này rồi. Thì để một cái bó hoa đẹp, cái phần không thể thiếu đó chính là chúng ta sẽ làm những cái nơ để trang trí cho bó hoa của chúng ta. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về các cách chúng ta buộc nơ. Và cái chú ý của các bạn là chúng ta không nên quá cầu kỳ về việc buộc nơ các bạn nhé. Và chúng ta chỉ cần nên học một vài những cái mẫu cơ bản thôi. Và chúng ta cứ làm những cái nơ như vậy là được nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng đến đó là cái nơ này là nơ thái nhé. Các bạn còn nhớ đúng không ạ? Đây là nơ thái này. Nơ thái này thì chất liệu của nó là ni lông. Do đó thì nó sẽ rất là dễ bị méo các bạn, tức là nó rất dễ bị bẹt. Do đó nên là chúng ta chỉ nên bán tại chỗ thì chúng ta dùng thôi nhé. Còn nếu như chúng ta chuyển sang thì tuyệt đối các bạn không nên dùng cái nơ này nhé, được chưa? Và nhà mình thường hay chuyển sang, do đó thì mình dùng là nơ vải là chính. Nhưng ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể làm nơ từ cái di băng thái này nhé. Các bạn sẽ dùng đến hai cuộn di băng như thế này. Đây là khuôn nhá. Chúng ta tùy vào chúng ta muốn cái di băng của chúng ta, cái nơ của chúng ta nó to hay bé thì chúng ta sẽ thêm di băng tùy vào cái yêu cầu của chúng ta nhé. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng một cuộn dày, một cuộn mỏng như thế này. Và tiếp theo chúng ta sẽ để một cái dải ở đây như thế này nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ để một cái dải như này đó. Sau đó thì các bạn sẽ cuốn ở đây thì chúng ta sẽ cuốn khoảng tầm 6 cái nhé các bạn nhé. Nếu như làm số lượng thì chúng ta nên quấn nháp một cái, sau đó thì chúng ta sẽ bỏ ra. Chúng ta sẽ bỏ ra nhé. Và chúng ta cắt thì như vậy thì nó sẽ dễ làm hơn, được chưa nào? Đây, như ở đây tôi đã quấn đây 2, 4, 5 này. Đây, tôi sẽ quấn 5 cái nhé. Được chưa ạ? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Quấn xong thì tôi sẽ cắt cái này đây. Được chưa? Đó, chúng ta kéo ra này. Mục đích của việc chúng ta quấn này là để làm cho cái cánh nơ của chúng ta nó đều nhau, được chưa ạ? Đó, chính vì vậy thì chúng ta hãy quấn vào cái nơ như thế này nha các bạn nhé, được chưa ạ? Sau khi quấn xong này, nha, đó, quấn xong như này thì các bạn sẽ gấp lại và chúng ta sẽ làm sao cho hai cái bàn này nó bằng nhau nhé, được chưa? Gấp xong thì bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái kéo chúng ta cắt. Đó, các bạn cắt hai bên nha. Cắt hai bên này, cái phần này này, các bạn chỉ để lại khoảng tầm 2 ly thôi nhé. Chúng ta nên không nên để bé quá thì rất là dễ bị đứt. Còn to quá thì cái việc dở nơ nó sẽ khó hơn, được chưa ạ? Các bạn có thể quay ngược lại để chỉnh cái phần trong này, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây kẽm này, kẽm cuộn này chúng ta buộc nhé. Các bạn có thể đưa ra một cái đoạn dài này để tí nữa chúng ta có thể dùng để chúng ta buộc nhé, được chưa nào? Chưa nào? Đó, buộc chặt nơ như thế này nhá. Đó, sau đó thì các bạn sẽ buông cái này xuống này. Đó, đây nơ này. Còn nếu như các bạn muốn thêm dải thì chúng ta có thể bỏ thêm nhá. Nhưng ở đây là tôi chỉ cần hai thôi nhá. Tiếp theo tôi sẽ dở này, các bạn nhìn này. Chúng ta dở một cái đưa lên này, một cái đưa này nhá. Một cái đưa xuống, được chưa ạ? Đó, một cái đưa lên, một cái đưa xuống. Đó, cứ đưa lên đưa xuống như vậy. Như vậy là chúng ta được nửa cái nơ nhá. Cái tiếp theo ở bên này chúng ta cũng làm như vậy. Một cái lên này, một cái xuống, một cái lên, xuống. Được. Đây. Người ta gọi nơ này là nơ tú cầu các bạn nhé. Nơ tú cầu, được chưa nào? Đó. Đây. Nơ tú cầu này. Chưa? Đó, các bạn thấy không? Với cái nơ như thế này thì chúng ta dùng để làm giỏ hoa quả hoặc là giỏ bánh kẹo thì nó sẽ lộ tất cả cái phần của nơ của chúng ta nhá. Nhưng nếu như chúng ta dùng cái nơ bó hoa này, các bạn sẽ để vào đây này, cũng đẹp này. Được chưa? Nhưng với cái bó hoa to hơn chúng ta sẽ làm nhiều nơ như thế này nhé. Nhưng mà có một cái đặc điểm là cái nơ này rất là dễ bị bẹt, do đó nên các bạn chú ý là chúng ta chỉ nên dùng để bán tại chỗ. Mình nhắc lại một lần nữa nhé, chúng ta chỉ dùng để bán tại chỗ, không nên dùng để làm sao để chúng ta không nên dùng để bán đi xa, nó sẽ bẹt mất nhá. Đấy là mình chú ý cho các bạn như vậy, được chưa? Đó, như vậy là chúng ta đã được một cái kiểu nơ đầu tiên, được chưa? Đó, kiểu nơ thứ hai mà hiện nay bên nhà mình đang dùng nhiều nhất đó là kiểu nơ đó là cái kiểu nơ sử dụng di băng vải nhé, mọi người nhé. Sử dụng di băng vải của chúng ta thì nó sẽ có dạng 2,5cm, lại 1cm và lại 2cm trơn như thế này nhé. Và có một loại 4cm trơn. Thì với cái loại 4cm trơn thì chúng ta có thể làm với cái kiểu nơ tú cầu này,
nhá. Hoặc là một cái kiểu mà tớ sẽ hướng dẫn cho các bạn nghe sau đây nhá. Được chưa? Ở đây tớ dùng đến nơ màu đỏ này. Được chưa? Đó, nơ màu đỏ này. Đó, các bạn sẽ để cầm như này cho tớ, để như này nhá. Tùy vào bó hoa của chúng ta nó có độ bông bông nhiều hay bông ít thì cái cánh nơ này của chúng ta nó sẽ dài hay ngắn nhá. Nhưng ở đây thông thường thì chúng ta chỉ khoảng tầm đây, tầm như thế này là được rồi. Đây đây, ở đây là nó khoảng tầm 7-8 cm nhá. Được chưa? Nó gấp chéo ở bên này. Đó. Một cái nhá. Tiếp theo chúng ta quay ngược lại. Đó, như vậy là chúng ta được nhé. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ cắt. Đó, được chưa? Được rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ cắt một cái dạng nơ như này. Tùy vào hoa to hay bé mà chúng ta sẽ có những cái cánh nơ này nhiều hay ít nhé. Được chưa? Và cái dạng này nhiều hay ít. Tiếp theo này các bạn nhìn này, nhìn cho tớ đây. Nếu như các bạn cầm túm như thế này, tức là các bạn cứ thế này buộc vào nhá, thì cái cánh nơ của chúng ta nó không bông, được chưa? Nó sẽ không đẹp và nó sẽ rất là khó để bông. Chính vì vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm như sau. Chúng ta sau khi chúng ta làm được như thế này rồi, được chưa ạ? Các bạn thấy là tất cả các cái mặt phải của nơ đã quay lên trên như thế này, được chưa? Đó thì các bạn sẽ làm như thế này cho tớ này, gấp lên đây, đẩy lên này, tay dưới này, ngón tay dưới này, bạn đẩy lên nhá. Đó. Tiếp theo ngón này đẩy lên. Đó. Được chưa nào? Đó thì các bạn thấy là khi mà chúng ta đẩy như thế này thì cánh nơ của chúng ta nó sẽ có cái độ cứng ở dưới này và nó sẽ bông cái nơ của chúng ta nhá. Được chưa nào? Đó. Sau đó thì chúng ta dùng cái dây này chúng ta buộc lại. Được chưa? Đó. Được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta đã được một cái nơ như thế này nhá. Chúng ta có thể dùng keo nến để chúng ta dán vào, hoặc chúng ta sẽ phải chúng ta cho cái dây thép vào đây. Buộc cái dây thép vào đây và chúng ta buộc vào bó hoa của chúng ta nhé. Được chưa? Đấy, tùy vào các bạn có thể làm theo ý của mình. Đó, thì thông thường như mình là mình hay buộc một cái dải nơ ở trong bó hoa, sau đó thì mình dán cái này lên. Đó, đấy, nên mình đã thành cái nơ như thế này nhé. Được chưa? Đó, một cái kiểu nơ thứ hai. Tức là với cái nơ vải thì tôi thường chỉ làm như thế này thôi. Sau khi mà chúng ta dán vào thì chúng ta làm cái chân như thế này thì cái phần này nó sẽ là bông như thế này. Đó, và tùy vào số lượng, tùy vào to hay bé, tùy vào bó hoa to hay bé thì mình sẽ làm những cái số lượng cánh nơ này phụ thuộc vào bó hoa của mình nhá. Được chưa? Đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần nơ của bó to nhé. Đến tiếp theo, tôi sẽ làm hướng dẫn là nơ của bó nhỏ đối với những cái dây băng nhỏ này nhé mọi người nhé. Được chưa? Đây, giờ tôi sẽ làm cái dây băng 2,2 cm như thế này trước. Các bạn nhìn nhé. Đây, cái nơ này thì sẽ làm cho những cái bó hoa to và bó hoa nhỏ như bó hoa ốc quế chẳng hạn. Được chưa? Tôi sẽ làm như sau. Đây các bạn nhìn này. Tôi sẽ dạng tay như này nhé, hai ngón này. Được chưa nào? Đó, đưa cái này lên đây này. Đưa lên trên này. Đưa cái đây nhá các bạn nhìn này, tay của chúng ta cầm cái đầu này này, cho ngón tay vào hai ngón tay, đưa dạng hai ngón tay như này. Đó, sau đó vắt cái dải này về đằng này. Được chưa nào? Đó, vắt vào đây, đồng thời cái ngón tay này của chúng ta đưa vào cái chỗ vắt này. Đó, chúng ta sẽ đưa vào đây. Đó, thì khi mà chúng ta đưa như vậy thì để chúng ta gập cái này và chúng ta sẽ dễ dàng cho cái này vào đây. Đó, chúng ta đưa thì dễ dàng chúng ta cho cái đầu dải này vào đây như này nhá. Đó, cho cái dải vào sau đó thì chúng ta sẽ zip. Đó. Được chưa? Đó, zip. Được chưa? Đó. Zip như vậy thì sẽ làm cho cái nơ của chúng ta nó như này. Được chưa nào? Đó thì với cái nơ thì chúng ta làm hoa ốc quế hoặc là những cái nơ nhỏ xinh thì chúng ta có thể làm như thế này nhá. Được chưa? Đó. Sau đó thì chúng ta cắt. Đó. Thì chúng ta làm đến đâu chúng ta cắt đến đấy, chúng ta sẽ không phải cắt trước. Đó thì chúng ta sẽ rất là tiết kiệm vải. Chưa? Đây. Này. Đó, nơ này chúng ta dán như vậy thì chúng ta dán xong nhá. Đó, đây là nơ 2 cm. Tương tự như vậy tôi sẽ làm cho các bạn xem nơ 1 cm nhá. Thì với nơ 1 cm thì nó sẽ vừa xinh và nó sẽ dễ làm hơn, chúng ta dễ làm hơn nhé. Đây, nơ 1 cm này. Đó, chúng ta cũng cho tay vào đây này, gập lên đây. Cái đầu này chúng ta cho vào đây. Đó, cho vào đây. Đồng thời cái ngón tay thế này đây nhá, từ vắt sang đây này. Cái ngón tay cái của chúng ta để ở đây. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ đưa lên cái ngón tay cái gấp qua ngón tay cái, sâu cái này sang đây. Được chưa nào? Sâu cái này sang đây nhé, sâu cái ngọn này sang đây. Sau đó thì chúng ta sẽ lồng xuống đây và chúng ta đưa theo cái ngón tay cái này để vào đây. Được chưa? Và sau đó thì chúng ta xích. Đó. Được chưa nào? Đó. Sau đó
Đó, các bạn cứ làm như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải cắt, chúng ta không cần phải cắt sẵn, mà chúng ta cứ làm đến đâu chúng ta có thể cắt đến đấy được luôn. Đó, như vậy là chúng ta đã làm được cái nơi như thế này. Với bó hoa ốc quế bé, chúng ta có thể làm cái nơi như thế này để chúng ta dán nhé. Đó. À, thì như vậy thì với những cái bó hoa mà nhỏ hơn, bó hoa từ 3, từ 5 bông trở xuống thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thắt nhé. Được chưa nào? Đó, chúng ta sẽ tháo cái này ra để tôi thắt cho các bạn xem nhé. Đây, tôi sử dụng luôn cái dải này luôn nhé. Được chưa nào? Đó, thì cái bó hoa một bông này, như này. Ở video sau tôi sẽ hướng dẫn cho, những video sau mình sẽ hướng dẫn cách bó này nhé. Được chưa nào? Đó, tôi sẽ thắt như sau. Các bạn cắt một cái dải nơ này, tùy vào cái nơ của các bạn muốn dài hay ngắn thì chúng ta sẽ cắt cái dải này dài hay ngắn nhé. Được chưa nào? Đó, thì tôi sẽ cho vào đây này, cái gấp hai cái này lại, quận một vòng, quận tiếp một vòng nữa nhá. Đó, thì chúng ta sẽ zip. Được chưa? Tác dụng của việc mà chúng ta làm hai cái vòng như thế này là cái thứ nhất là nó sẽ zip chặt cái bó này của chúng ta lại nhá. Được chưa? Zip chặt lại. Đó, cái tác dụng thứ hai là nó sẽ làm cho cái cánh nơ của chúng ta nó dài sang hai bên và bó hoa của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Được chưa nào? Đó. Sau đó thì tôi sẽ làm như sau, tôi gấp cái này về mặt phải này, chưa, gấp về đằng phải nhé. Tiếp đến tôi sẽ vắt cái này sang đây mặt phải này, chưa, đó, quấn một vòng, đó, cứ gấp vắt sang đây nhé, quấn lên đây, chưa, đó, quấn lên đây, thì như vậy là chúng ta đã quấn được một vòng vào cái dải cánh bên này, được chưa nào? Đó, sau đó thì cái phần dơ này lên chúng ta đưa sang đây, đó, kéo người về cái giấy này vào đây một tí, sau đó thì chúng ta sẽ kéo nhé. Rút cái dây, sau đó thì mình rút cái dây làm sao cho nó phù hợp nhé, được chưa? Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta làm như thế này thì cái cánh nơ của chúng ta nó sẽ giải sang hai bên, cái dây nơ nó cũng giải ra hai bên và nó sẽ làm cho cái bó hoa của chúng ta nó cân đối như này, được chưa? Đó, đấy là toàn bộ những cái cách thắt nơ đơn giản mà các bạn chỉ cần làm như thế này thôi, chỉ cần nơ như thế này thôi chúng ta dán lên bông hoa của chúng ta là nó đẹp rồi, không cần thiết phải học quá nhiều cách làm nơ các bạn nhé, được chưa? Chỉ trừ là khi mà các bạn làm giỏ hoa giỏ quà thì chúng ta có thể làm những cái nơ trông nó mới lạ một tí thôi, nhưng nếu như ở bó hoa thì các bạn chỉ cần làm những cái cách nơ cách như thế này là các bạn hoàn toàn có thể làm cho chúng ta những cái bó hoa đẹp rồi, được chưa? Đó, các bạn nhìn ngắm nhìn thành phẩm của chúng ta nhé. Đây. Như vậy là thành phẩm của chúng ta đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau với những cái cách bó hoa khác nhau nha các bạn nhé.